Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube học tiếng Anh online miễn phí Và ở trong cái video lần này thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu 15 cái bài hồi thoại luyện nghe, luyện nói, luyện phản xạ tiếng Anh Thông qua các cái tình huống giao tiếp cụ thể ở trong cái cuộc sống Và ở trong cái video này thì chúng ta làm quen chủ yếu về lĩnh vực liên quan đến công việc, liên quan đến Việc chúng ta đi xin, chúng ta đi phỏng vấn để uh, tìm công việc mới uh, Hoặc là chúng ta đi nghỉ tăng lương uh, khi mà chúng ta đã uh, tạo được một cái thành tích nào đấy Và uh, mình hy vọng là các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video này giúp mình uh, Cũng như là bấm đăng ký theo dõi kênh youtube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày uh, Điều đặc biệt là các bạn đừng quên bấm uh, hình trực chuông uh, để uh, nhận được cái thông báo mỗi khi là mình up video mới lên Và để uh, đạt được cái hiệu quả uh, học cao nhất đấy thì mình khuyến các bạn nên đọc to và rõ ràng Cả cái đoàn hội thoại giống như mình Và khi mình giết thì các bạn cũng đến là đọc to rõ ràng Đối với một bài hội thoại thì mình sẽ cho lặp đi lặp lại Như vậy là bốn lần hoặc là năm lần gì đấy Như vậy thì sẽ giúp các bạn ghi nhớ được các cái tình huống Cũng như là ghi nhớ được các cái mẫu câu Như vậy thì sẽ giúp các bạn rất nhiều trong cái cuộc sống thực tế sau này khi các bạn à, giao tiếp với người bản xứ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái tình huống à, số 1. Đây chính là tình huống liên quan đến à, việc chúng ta đi tham dự một cái buổi phỏng vấn xin việc. À, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống thứ nhất này. Good morning. I'm here for my job interview. Nice to meet you. I'm Susan, the HR manager. Did you have any difficulties finding the place? Not at all. Let's get started with a brief introduction about yourself. My name's Andy. I've had four years' experience working in the marketing industry. Why do you want to leave your current employer? My company is moving overseas and I want to stay in Vietnam. Okay. What are you best at? I'm good at managing campaigns on social media. What is your biggest weakness? I can get impatient with myself at times. We appreciate hearing that from you. À, uh, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lại cái uh, lần hai cái tình huống thứ nhất liên quan đến việc uh, chúng ta tham dự buổi phỏng vấn này. Good morning. I'm here for my job interview. Nice to meet you. I'm Susan, the HR manager. Did you have any difficulties finding the place? Not at all. Let's get started with a brief introduction about yourself. My name's Andy. I've had four years' experience working in the marketing industry. Why do you want to leave your current employer? My company is moving overseas and I want to stay in Vietnam. Okay. What are you best at? I'm good at managing campaigns on social media. What is your biggest weakness? I can get impatient with myself at times. We appreciate hearing that from you. À thì đây chính là cái đoàn hội thoại đầu tiên. À bây giờ các bạn cùng mình hãy cùng uh, dịch cái đoàn hội thoại này nhé. À câu đầu tiên. Good morning. I'm here for my job interview. Good morning. I'm here for my job interview. À, chào buổi sáng, à, tôi đến đây để tham dự một cái buổi phỏng vấn. Nice to meet you. I'm Susan, the HR manager. Did you have any difficulties finding the place? Nice to meet you. I'm Susan, the HR manager. Did you have any difficulties finding the place? À uh, rất vui được gặp anh. À uh, tôi là Susan, à uh, quản lý nhân sự ở đây. Anh uh, có gặp cái chút khó khăn nào khi tìm uh, đến địa điểm của công ty hay không? Not at all. Not at all. À uh, không có vấn đề gì. Let's get started with a brief introduction about yourself Let's get started with a brief introduction about yourself à, hãy bắt đầu giới thiệu uh, ngắn gọn về uh, tiểu sử của bản thân anh nhé My name's Andy I've had four years experience working in the marketing industry My name's Andy. I've had 4 years experience working in the marketing industry. À uh, tên tôi là Andy. À uh, tôi đã có 4 năm kinh nghiệm uh, làm việc ở trong cả cái ngành uh, marketing. Why do you want to leave your current employer? Why do you want to leave your current employer? à, tại sao anh lại muốn rơi cái công ty hiện tại mà mình đang làm việc My company is moving overseas and I want to stay in Vietnam. My company is moving overseas and I want to stay in Vietnam. À, công ty của tôi sắp tới sẽ chuyển sang nước ngoài và à, tôi thì lại muốn ở lại Việt Nam để làm việc. Ok. What are you best at? Ok. What are you best at? À, được thôi. À, thế thì à, cái à, thí mạnh của anh là gì? I'm good at managing campaigns on social media. I'm good at managing campaigns on social media. À, tôi làm khá tốt cái công việc quản lý à, của các cái chiến dịch ở trên mạng xã hội. What is your biggest weakness? What is your biggest weakness? À thế con điểm yếu lớn nhất của ánh là gì? I can get impatient with myself at times. I can get impatient with myself at times. À điểm yếu của tôi là đôi lúc bị uh, mất bình tĩnh với chính bản thân. We appreciate hearing that from you. We appreciate hearing that from you. chúng tôi đánh giá cao khi nghe được cái điều đó từ anh. Đây chính là cái tình huống thứ nhất liên quan đến việc chúng ta đi tham dự một cái cuộc phỏng vấn để chúng ta xin một cái công việc mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống số 2. Tình huống liên quan đến việc À chúng ta làm quen một cái nhân viên mới, một cái bạn đồng nghiệp mới. Và bây giờ thì xin mời cả bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống số 2 này. Are you new here? Yeah, I just started yesterday. Welcome aboard. I'm Adam. I'm Miley. Pleased to meet you. Which department are you in? I'm going to work on the accounting team, but I'm still in training. Maybe we will have the chance to work together sometime. That would be great. Oh, can I ask you some questions? Sure. Do you know any good places to eat around here? Yeah, there's a deli right across the street. They make the best sandwiches. That sounds good. Thanks for the info. No problem. If you need anything, I sit right around the corner here. À, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lại à, cái lần hai à, tình huống à, khi chúng ta muốn làm quen nhân viên mới ở à, cái công ty mới của chúng ta. Are you new here? Yeah, I just started yesterday. Welcome aboard. I'm Adam. I'm Miley. Pleased to meet you. Which department are you in? I'm going to work on the accounting team, but I'm still in training. maybe we will have the chance to work together sometime that would be great oh can i ask you some questions sure do you know any good places to eat around here yeah there's a deli right across the street they make the best sandwiches that sounds good thanks for the info no problem if you need anything i sit right around the corner here uh, bây giờ chúng ta Are you new here? Are you new here? Uh, à, bạn là nhân viên mới à? Yeah, I just started yesterday. Uh, à, vâng, uh, à, đúng vậy. À, tôi vừa bắt đầu làm ngày hôm qua. Welcome aboard. I'm Adam. Welcome aboard. I'm Adam. Uh, à, xin chào mừng bạn. Uh, à, tôi là Adam. I'm Miley. Pleased to meet you. I'm Miley. Pleased to meet you. À tôi là Miley. À rất vui được gặp anh. Which department are you in? Which department are you in? Nà cô làm ở bộ phận uh, nào thế? I'm going to work on the accounting team, but I'm still in training. I'm going to work on the accounting team, but I'm still in training. À tôi làm ở phòng kế toán, nhưng mà tôi thì vẫn đang trong cái quá trình đào tạo. Maybe we will have the chance to work together sometime. Maybe we will have the chance to work together sometime. À uh, có lẽ rằng là có một lúc nào đó à uh, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau. That would be great. Oh, can I ask you some questions? That would be great. Oh, can I ask you some questions? À thế thì tốt quá. À ồ à, tôi có thể hỏi anh một vài câu hỏi được không? Sure. À, được chứ. Do you know any good places to eat around here? À uh, anh có biết cái quán ăn nào uh, ở quanh đây mà có món ngon không? Yeah, there's a deli right across the street. They make the best sandwiches. Nè uh, có một quán ngay ở bên kia đường uh, có à uh, cả cái loại bánh kẹp mà uh, thì rất là tuyệt vời. That sounds good. Thanks for the info. À, nghe có vẻ được đấy. À, cảm ơn anh vì đã cho tôi biết cái điều này. No problem. If you need anything, I sit right around the corner here. À, không có gì. À, nếu mà cô cần à, gì thì à, tôi ngồi ngay góc của đăng đằng à, kia nhé. Thì đấy chính là cái tình huống thứ hai liên quan đến việc chúng ta à, bắt chuyện về một cái nhân viên mới. À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ ba. Đấy chính là tình huống à À, chúng ta đề nghị CEO thì chúng ta tăng lương cho chúng ta. À, bây giờ chúng ta sẽ à, cùng lắng nghe cái tình huống số 3 này. Hi, do you have time for a quick chat? Sure, come in. Is there a problem? I really feel that it's about time I received a pay raise. Okay, why do you feel like that? I've made good progress during my four years working here and I've taken on a lot more responsibilities. What kind of raise are you looking for? I think a raise of 5% of my monthly salary isn't too much to ask. I'll discuss it with the other managers and give you the answer shortly. Thank you so much. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lại lần hai cái tình huống chúng ta muốn chúng ta tăng lương này. Hi, do you have time for a quick chat? Sure, come in. Is there a problem? I really feel that it's about time I received a pay raise. Okay, why do you feel like that? I've made good progress during my four years working here and I've taken on a lot more responsibilities. What kind of raise are you looking for? I think a raise of 5% of my monthly salary isn't too much to ask. I'll discuss it with the other managers and give you the answer shortly. Thank you so much. À bây giờ các bạn cùng Minh hãy à, cùng à, dịch cái tình huống số 3 này nhé. À câu đầu tiên. Hi, do you have time for a quick chat? À xin chào anh, anh có cái thời gian à, rảnh để trao đổi chuyện không? Sure, come in. Is there a problem? À, tất nhiên rồi. Ờ à, vào đi. À, có chuyện gì sao? I really feel that it's about time I received a pay raise. À tối nhìn thấy rằng đã đến lúc tối đến được tăng lương. Okay, why do you feel like that? Okay, à, tại sao cô lại nghĩ như vậy? I've made good progress during my four years working here and I've taken on a lot more responsibilities. À tối có những cái tiến bộ à trong cái thời gian làm việc 4 năm ở đây và à tối cũng đang gánh vác à, nhiều cái trách nhiệm khác nữa. What kind of raise are you looking for? Uh, cô mong muốn uh, được tăng uh, lương lên bao nhiêu? I think a raise of 5% of my monthly salary isn't too much to ask. Uh, tôi nghĩ uh, tăng 50% mức lương hàng tháng uh, thì đấy cũng không phải là một cái đòi hỏi gì quá đáng. I'll discuss it with the other managers and give you the answer shortly. Uh, tôi sẽ trao đổi lại với các cái người quản lý khác Và sẽ trả lời cô uh, uh, Sớm nhất có thể Thank you so much uh, Cảm ơn uh, anh nhiều Thì đấy chính là cái tình huống số 3 uh, tình huống liên quan đến việc chúng ta muốn uh, tăng lương uh, khi chúng ta đã Đã làm việc trong một cái công ty nào đấy Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống thứ tư ở đây chính là uh, tình huống mà khi chúng ta muốn nghỉ cái công việc cũ và uh, chuyển sang một cái công việc mới. Uh, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe uh, toàn bộ cái tình huống uh, thứ tư này. Hello James. My name is Laura. I'm the owner of this company. Please sit down over here. Thank you Laura. It's nice to meet you. So, welcome to Classic Bike Company, where we specialize in making the finest Bicycles in the world. Thank you for giving me this interview. I appreciate it. My pleasure, James. Why are you applying for a job with our company? Well, honestly, I need a new job and I love your company, so here I am. I understand. James, tell me about yourself. Well, I'm 35 years old and I'm from Oregon, USA. Oregon? I think I've heard of that state. Beautiful and very green, right? Yes, that's it. I see. And tell me about your family. Well, there are six people in my family. That's great. And what do you do currently? I currently work on a farm raising chickens and I teach English part time. That's interesting. Do you enjoy what you do? Um, yes. Both jobs are great, but they're only part time. I see. Tell me, what are your interests? What do you like and dislike? Okay, well, I enjoy reading books and playing the guitar. My favorite foods are guacamole and Thai food. And I don't like sweets because they give me headaches. Wow, that's interesting. What skills or talents do you have that might be beneficial for work here at my company? Well, I can work with customers, I'm good with computers. I can speak Chinese and I'm really good at working with others. That's nice, James. There have been many applicants into my office today and we can only hire one of you. Please tell me, why should we hire you instead of the other applicants? Well, I think your company should hire me because I am self motivated, a team player, and a quick learner. Okay, James. Thank you for coming in today. We will call you in a few weeks with our decision. Take care and have a nice day. Thank you so much. Goodbye. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại cái lần hai, tình huống thứ tư liên quan đến việc chúng ta cần một cái công việc mới. Hello James. My name is Laura. I'm the owner of this company. Please sit down over here. Thank you Laura. It's nice to meet you. So, welcome to Classic Bike Company, where we specialize in making the finest, Bicycles in the world. Thank you for giving me this interview. I appreciate it. My pleasure, James. Why are you applying for a job with our company? Well, honestly, I need a new job and I love your company, so here I am. I understand. James, tell me about yourself. Well, I'm 35 years old and I'm from Oregon, USA. Oregon? I think I've heard of that state. Beautiful and very green, right? Yes, that's it. I see. And tell me about your family. Well, there are six people in my family. That's great. And what do you do currently? I currently work on a farm raising chickens and I teach English part time. That's interesting. Do you enjoy what you do? Um, yes. Both jobs are great, but they're only part time. I see. Tell me, what are your interests? What do you like and dislike? Okay, well, I enjoy reading books and playing the guitar. My favorite foods are guacamole and Thai food. And I don't like sweets because they give me headaches. Wow, that's interesting. What skills or talents do you have that might be beneficial for work here at my company? Well, I can work with customers, I'm good with computers. I can speak Chinese and I'm really good at working with others. That's nice, James. There have been many applicants into my office today and we can only hire one of you. Please tell me, why should we hire you instead of the other applicants? Well, I think your company should hire me because I'm self motivated, a team player, and a quick learner. Okay, James. Thank you for coming in today. We will call you in a few weeks with our decision. Take care and have a nice day Thank you so much, goodbye à Đây chính là cái tình huống thứ tư à, Bây giờ chúng ta hãy cùng dịch cái tình huống thứ tư này nhé à, Câu đầu tiên Hello James My name is Laura I'm the owner of this company Please sit down over here à, Xin chào James à, Tôi là Laura à, Tôi là giám đốc của công ty này à, Mời anh ngồi Thank you Laura It's nice to meet you À, cảm ơn cô Laura. À, tôi rất là vui khi được gặp cô. So, welcome to Classic Bike Company, where we specialize in making the finest bicycles in the world. À, chào mừng anh đã đến với công ty uh, xe đạp truyền thống. À, tại đây chúng tôi uh, chuyên sản xuất uh, những cái chiếc xe đạp uh, có chất lượng tốt nhất thế giới. Thank you for giving me this interview. I appreciate it. Uh, cảm ơn vì đã mời tôi tới uh, dư cái buổi phỏng vấn này. Uh, tôi rất là vui vì điều đó. My pleasure, James. Why are you applying for a job with our company? Uh, chúng tôi rất lấy làm vinh dự, James. Uh, Tại sao anh lại uh, muốn xin việc ở công ty của chúng tôi? Well, honestly, I need a new job and I love your company. So, here I am. À, à, thực sự mà nói ấy, thì tôi cần một cái công việc mới, à, và tôi rất thích cái công việc này, à, vậy nên à, tôi đã có mặt ở đây. I understand. James, tell me about yourself. Tôi hiểu, James. À, hãy kể cho tôi nghe về anh đi. Well, I'm 35 years old, and I'm from Oregon, USA tôi năm nay 35 tuổi và tôi đến từ Oregon của Mỹ. Oregon. I think I've heard of that state. Beautiful and very green, right? Oregon, tôi đã nghỉ là tôi đã từng nghe về tiểu bang này. nó rất là đẹp và có nhiều cây xanh trong bang phải không? Yes, that's it. Ờ uh, vâng, uh, đúng như vậy. I see. And tell me about your family. À uh, tôi hiểu rồi. Uh, Và kể cho tôi nghe uh, một chút về gia đình của anh đi. Well, there are six people in my family. À uh, gia đình của tôi thì uh, có 6 người. That's great. And what do you do currently? À uh, tuyệt vời. Uh, vậy hiện anh đang uh... Vậy hiện tại thì anh đang làm gì? I work on a farm and I teach English part time. À, hiện tại tôi đang làm việc ở một cái trang trại nuôi gà và tôi cũng dạy thêm về môn à, tiếng Anh. interesting. À, nghe thật là thú vị. Anh có thích cái công việc mà anh đang làm không? Uh, yes. Both jobs are great, but they're only part-time. À uh, có, cả hai công việc thì đều rất là tuyệt vời, nhưng đó chỉ là cái công việc làm thêm thôi. I see. Tell me, what are your interests? What do you like and dislike? Tối uh, tôi hiểu rồi, hãy kể cho tôi nghe về sở thích uh, của anh. À, anh thích gì và anh không thích gì? Okay, well, I enjoy reading books and playing the guitar. My favorite foods are guacamole and Thai food. And I don't like sweets because they give me headaches. À, được thôi, à, tôi thích đọc sách và chơi guitar. À, món ăn yêu thích của tôi là sốt à, kem bơ. Uh, và món ăn Thái Lan uh, và tôi không thích ăn kẹo vì chúng khiến tôi uh, cảm thấy là bị uh, đau đầu Wow, that's interesting. What skills or talents do you have that might be beneficial for work here at my company? Uh, wow, thật là thú vị. Uh, anh có những cái kỹ năng uh, hay là năng khiếu gì uh, có thể hữu ích khi uh, À anh làm việc tại công ty của tôi không? Well, I can work with customers. I'm good with computers. I can speak Chinese and I'm really good at working with others. À tôi có thể làm việc uh, với khách hàng. À kỹ năng uh, máy tính của tôi uh, khá tốt. À tôi nói được tiếng uh, Trung Quốc. À, và à tôi thực sự là uh, À, làm việc tốt với những cái người à, đồng nghiệp khác. That's nice, James. There have been many applicants into my office today, and we can only hire one of you. Please tell me why should we hire you instead of the other applicants? À, thật tuyệt ghê. À, có khá nhiều cái ứng à, viên tới phán phong của tối ngày hôm nay, à, và chúng tôi chỉ có thể nhận một người ở trong số đó. À anh hãy cho tôi biết tại sao chúng tôi nên nhận anh thay vì những ứng cử viên khác. Well, I think your company should hire me because I am self-motivated, a team player and a quick learner. À tôi nghĩ công ty của cô ấy thì nên tuyển dụng tôi bởi tôi là một người năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần đồng đội và học hỏi công việc rất là nhanh. Okay James, thank you for coming in today. We will call you in a few weeks with our decision. Take care and have a nice day. À được rồi Jim, cảm ơn anh vì đã tới phỏng vấn ngày hôm nay. À chúng tôi sẽ gọi lại cho anh sau vài tuần để thông báo quyết định của chúng tôi. À nhớ giữ gìn sức khỏe và chúc anh một ngày tốt lành. Thank you so much. Goodbye. À, cảm ơn cô rất là nhiều. À, xin chào cô. Thì đây chính là cái tình huống thứ 4 liên quan đến việc à, chúng ta đi phỏng vấn và chúng ta nói chuyện trực tiếp với à, người à, tuyển dụng chúng ta. À, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống à, thứ năm. À, đây chính là tình huống à, liên quan đến à, khi chúng ta xin được công việc rồi thì à, chúng ta sẽ có một cái thời gian à, làm quen và À, học việc. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cái tình huống đó. À, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống số 5 này. Janet, are you free now? Yes, I am. Would you come to my office please? Yes, John. I'll be there in a moment. So, Janet, how are you settling in? Everything seems to be fine. Have you gotten everything you need? No, not yet. I need to go to the stationery department. Okay, I'll ask Anne to show you later. Will she also show me around the office? Yes, of course she will. It looks like a big place. If you have any problems or questions, you can always ask Anne. Janet, are you free now? Yes, I am. Would you come to my office, please? Yes, John, I'll be there in a moment. So, Janet, how are you settling in? Everything seems to be fine. Have you gotten everything you need? No, not yet. I need to go to the stationery department. Okay, I'll ask Anne to show you later. Will she also show me around the office? Yes, of course she will. It looks like a big place. If you have any problems or questions, you can always ask Anne. Janet, are you free now? À, uh, Jane, bây giờ có có rảnh không? Yes, I am. À, uh, vâng, có ạ. Would you come to my office, please? À, uh, cô vào phòng của tôi một chút có được không? Yes, John. I'll be there in a moment. À, uh, vâng, à, uh, tôi sẽ tới ngay đây ạ. Uh. So, Janet, how are you settling in? À, uh, Janet, uh, cô đã quen với công việc của mình chưa? Everything seems to be fine. À, uh, mọi thứ có vẻ uh, tốt đã. Have you gotten everything you need? À, uh, cô đã có đủ mọi thứ mà cô cần chưa? No, not yet. I need to go to the stationery department. À, uh, chưa ạ, uh, tôi cần tới uh, bộ phận văn phong phẩm. Okay, I'll ask Anne to show you later. Ờ uh, được uh, tối sẽ nói án uh, chỉ cho cô sau. Will she also show me around the office? Uh, cô ấy cũng sẽ dẫn uh, tối tới xem uh, uh, một vài vòng uh, công ty chứ Yes, of course she will. Uh, ừ, tất nhiên rồi. It looks like a big place. À uh, có vẻ cái công ty này cũng khá là rộng any Nếu cô có bất cứ cái vấn đề gì à, hoặc là thắc mắc gì ấy thì à, lúc nào cô cũng có thể tìm án để hỏi nhé. Ở à, đây chỉ là cái tình huống à, số 5 à, liên quan đến việc chúng ta đến công ty mới làm việc. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống số 6. đây chính là tình huống à, à, chúng ta đi công tác ở nước ngoài. Và... À, trước khi đi vào huống thứ 6 ấy, thì mình mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video này giúp mình cũng như là bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày nếu như các bạn có vấn đề gì thắc mắc hoặc có góp ý thì các bạn vui lòng comment vào phần dưới video mình sẽ theo dõi và sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách sớm nhất có thể cũng như là mình sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các bạn để khắc phục ở các video tiếp theo À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống số 6 đây chính là tình huống uh, um, uh, sắp xếp chuyển đi uh, công tác ở nước ngoài và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tình huống Kelly, I have to go away on business next week. Where to? Japan. And what do you need me to do? I need you to organize my trip. Okay, but I'm going to need some information from you first. I have some time now. Let's get started. What date do you want to leave? Next Friday, the 10th. And which city are you visiting? Osaka. And for how many days will you be there? Seven days. Is there a budget for your flight and your accommodation? Yes. Call a travel agent, they will fix everything. Kelly, I have to go away on business next week. Where to? Japan. And what do you need me to do? I need you to organize my trip. Okay, but I'm going to need some information from you first. I have some time now. Let's get started. What date do you want to leave? Next Friday, the 10th. And which city are you visiting? Osaka. And for how many days will you be there? Seven days. Is there a budget for your flight and your accommodation? Yes. Call a travel agent, they will fix everything. Số số này nhé. Kelly. I have to go away on business next week. À, Kelly, à, tuần tới tôi phải đi công tác. Where to? À, anh đi ở đâu ạ? À? Japan. À, tôi đi Nhật Bản. And what do you need me to do? À, anh cần à, tôi làm gì ạ? À? I need you to organize my trip. À, tôi cần cố sắp xếp cái chuyện à, đi công tác đó cho tôi. Okay but I'm going to need some information from you first. À, được ạ. À. à, nhưng mà trước tiên ấy, thì tôi cần một số uh, thông tin từ anh. I have some time now. Let's get started. À, bây giờ tôi đang rảnh. À, chúng ta bắt đầu thôi. What date do you want to leave? Anh muốn đi vào ngày nào? Next Friday the 10th. À, thứ sáu tới à, tức là ngày mùng 10 ấy. And which city are you visiting? À, và anh sẽ tới thành phố nào ạ? À? Osaka. À, Osaka. And for how many days will you be there? À, anh ở sẽ ở đó mấy ngày ạ? À? And for how many days will you be there? Seven days. À, tôi sẽ ở đó 7 ngày. Is there a budget for your flight and your accommodation? À uh, ngân sách cho chuyến bay cũng như là chỗ ở của anh không ạ? À? Yes, call a travel agent. They will fix everything. Uh, có, hãy gọi cho công ty lữ hành và họ sẽ rút uh, mọi thứ. Thì đây chính là cái tình huống số 6 uh, liên quan đến việc uh, chúng ta đi công tác ở nước ngoài. Uh, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống số 7. Uh, tình huống liên quan đến à uh, như uh, uh, thứ kỳ của chúng ta uh, sắp xếp uh, lịch làm việc. Và uh, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống số 7 này. Would you call Miss Smith for me, please? Certainly I will. Straight away. Would you like me to schedule a meeting with her? Yes. What day? Uh, next Monday. What time? 10 a.m. Where? Our office or theirs? I think hers will be better. What should I tell her about the meeting? It's about our new pricing strategy. Would you call Miss Smith for me, please? Certainly, I will. Straight away. Would you like me to schedule a meeting with her? Yes. What day? Uh, next Monday. What time? 10 a.m. Where? Our office or theirs? I think hers will be better. What should I tell her about the meeting? It's about our new pricing strategy. Đây chính là tình huống số 7. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch uh, cái tình huống số 7 này. À, câu đầu tiên. Would you call Miss Smith for me, please? Uh, cố gọi bà Smith uh, cho tôi có được không? Certainly, I will. Straight away. Would you like me to schedule a meeting with her? chắc chắn rồi tối tôi sẽ gọi ngay đây ông có cân tôi sắp xếp một cuộc gặp với ba sư mịt không ạ à? yes có what day ngày nào thưa ông uh, next Monday à, thứ hai tới what time à, lúc mấy giờ 10 a.m. À, 10 giờ sáng where our office or theirs ở đâu ạ? À? Và văn phòng của chúng ta hay là ở chỗ khác? I think hers will be better. À, tôi nghĩ ở chỗ của họ thì sẽ tốt hơn. What should I tell her about the meeting? À, tôi nên nói với bà ấy như thế nào về uh, cuộc hẹn lần này ạ? À? It's about our new pricing strategy. À, tôi muốn ban về chiến lược giá mới của chúng ta. Thì đấy chính là cái tình huống số 7 liên quan đến việc chúng ta như thư ký sắp xếp à, lịch làm việc với đối tác à, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống số 8 đây chính là tình huống à, chúng ta bị lạc đường và chúng ta đang à, cố gắng quay trở lại cái khách sạn lúc chúng ta xuất phát à, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống số 8 này Excuse me, I think I'm lost. Can you help me? Sure, where do you want to go? I'm trying to get back to my hotel. I'm staying at the Four Seasons. Do you know it? Yes, I do. You're quite a long way away. I thought I might be. You have to walk back to the center of the city. I can direct you, but it's complicated. Maybe I'd better catch a taxi. I think that might be a good idea. You can get one at the end of the road. Okay. Thanks for your help. Goodbye. Goodbye. À, bây giờ xin mời cả bàn cùng lắng nghe lại lần hai cái tình huống số 8 à tình huống liên quan đến việc chúng ta đi lạc đường và chúng ta muốn quay trở về khách sạn. Excuse me. I think I'm lost. Can you help me? Sure. Where do you want to go? I'm trying to get back to my hotel. I'm staying at the Four Seasons. Do you know it? Yes, I do. You're quite a long way away. I thought I might be. You have to walk back to the center of the city. I can direct you, but it's complicated. Maybe I'd better catch a taxi. I think that might be a good idea. You can get one at the end of the road. Okay. Thanks for your help. Goodbye. Goodbye. bây giờ các bạn hãy cùng mình dịch cái tình huống số 8 này nhé. À, câu đầu tiên. Excuse me. I think I'm lost. Can you help me? À, uh, xin lỗi. À, uh... Tôi nghĩ là tôi đang bị lạc đường. Anh có thể giúp tôi được không? Sure. Where do you want to go? À, chắc chắn rồi. À, cô muốn đi đâu? I'm trying to get back to my hotel. I'm staying at the Four Seasons. Do you know it? À, tôi đang cố gắng quay trở về khách sạn. À, tôi đang ở khách sạn Bún Mua. À, anh có biết khách sạn này không? Yes, I do. You're quite a long way away. À uh, có, uh, cô đại bị lạc một đoàn khá là xa rồi đấy. I thought I might be. À uh, tối cùng nghỉ vậy. You have to walk back to the center of the city. I can direct you but it's complicated. À uh, cô phải đi uh, bộ quay trở lại trung tâm thành phố. À uh, tôi có thể chỉ cho cô nhưng uh, uh, hơi phức tạp đấy. Maybe I'd better catch a taxi. À có lẽ là tôi nên bắt taxi. I think that might be a good idea. You can get one at the end of the road. À, tôi nghĩ có thể đó là ý hay. Cô có thể gọi một cái cuối đường đấy. Okay, thanks for your help. Goodbye. À vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ. À xin chào anh. Goodbye. À xin chào cô. Đây chính là cái tình huống uh, số 8 liên quan đến việc chúng ta bị lạc đường. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái tình huống số 9. Đây chính là tình huống uh, chúng ta uh, đi mua vẻ để uh, đi tới cái thành phố Chicago để chơi. Uh, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống số 9 này. Hello, I would like to buy a ticket to Chicago. Would you like a round trip ticket or a one-way ticket? I don't know when I'll be coming back so I want a one-way ticket please. When would you like to travel? I would like to leave on Monday. That will be $45 for the one way ticket to Chicago. Thank you. Here's my credit card. This is your ticket. You'll find the car number and the seat number on the ticket. Thank you. Goodbye. Hello. I would like to buy a ticket to Chicago. Would you like a round trip ticket or a one way ticket? I don't know when I'll be coming back, so I want a one way ticket, please. When would you like to travel? I would like to leave on Monday. That will be $45 for the one way ticket to Chicago. Thank you. Here's my credit card. This is your ticket. You'll find the car number and the seat number on the ticket. Thank you. Goodbye. Hello. I would like to buy a ticket to Chicago. À xin chào, à, tôi muốn mua một vé đi Chicago. Would you like a round trip ticket or a one way ticket? À anh muốn à, mua vé khứ hồi hay là vé một chiều? I don't know when I'll be coming back, so I want a one way ticket please. À tôi không biết khi nào tôi sẽ quay trở lại, à, vậy nên tôi muốn mua vé một chiều. When would you like to travel? Uh, anh uh, muốn đi hôm now. I would like to leave on Monday. Tôi muốn đi vào hôm thứ hai. That will be $45 for the one-way ticket to Chicago. Thank you. Here's my credit card. Cảm ơn cô. Thẻ tình dung của tôi ở đây. This is your ticket. You'll find the car number and the seat number on the ticket. Vẽ của anh đây ạ. À. Trên vẽ có ghi số xe và số ghế đấy ạ. À. Thank you. Goodbye. Cảm ơn cô. Chào cô. Thì đây chính là cái tình huống số 9. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống số 10. Đây chính là tình huống à, uh, ngày đầu tiên chúng ta đi làm việc ở công ty uh, bây giờ xin mời cả bạn lắng nghe cái tình huống số 10 này Good morning Mr. Parker Good morning Mrs. Green How are you? I'm doing great. What about you? I'm fine, thank you. Welcome to your first day at our company. Joe will introduce you to the team. Thank you very much, Mr. Parker. Glad to have you on our team, Mrs. Green. Uh, bây giờ xin mời cả bạn cùng lắng nghe uh, lần hai cái tình huống số 10 này. Good morning, Mr. Parker. Good morning, Mrs. Green. How are you? I'm doing great. What about you? I'm fine, thank you. Welcome to your first day at our company. Joel will introduce you to the team. Thank you very much, Mr. Parker. Glad to have you on our team, Mrs. Green. bây giờ xin mời bàn Good morning, Mr. Parker. chào buổi sáng Parker. Good morning, Mrs. Green. How are you? À, chào buổi sáng cô Green. À, cô có khỏe không? I'm doing great. What about you? À, tôi thấy rất là khỏe. À, ngay thế nào? I'm fine, thank you. Welcome to your first day at our company. Joel will introduce you to the team. À, tôi cùng vậy. Cảm ơn cô. À, chào mừng à, ngày làm việc đầu tiên của cô ở công ty chúng tôi. À, giúp sẽ giới thiệu cho cô về với cả cái đồng nghiệp của mình. Thank you very much Mr. Parker. cảm ơn ngài rất là nhiều ngài Parker. Glad to have you on our team Mrs. Green. Rất vui được đón nhận cô vào làm công ty cô Green. Thì đây chính là cái tình huống số 10. bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái tình huống số 11. À đây chính là tình huống à, chúng ta nói chuyện với người quản lý mới à, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống số 11 này Good morning are you our new manager well my name is Judy Black hello Judy no I'm the new payroll clerk my name is James Smith it's nice to meet you James thank you Judy it's a pleasure to meet you too do you want me to show you around the place could you That'd be very nice. Absolutely. I'd be glad to show you around. Now, Good morning. Are you our new manager? Well, my name is Judy Black. Hello, Judy. No, I'm the new payroll clerk. My name is James Smith. It's nice to meet you, James. Thank you, Judy. It's a pleasure to meet you, too. Do you want me to show you around the place? Could you? That'd be very nice. Absolutely. I'd be glad to show you around. Nên bây giờ các bạn hãy cùng mình dịch cái tình huống số 11 này. Good morning. Are you our new manager? Well, my name is Judy Black. À, chào buổi sáng. Anh là quản lý mới của chúng tôi à. à tôi là Julie Black. Hello Judy. No, I'm the new payroll clerk. My name is James Smith. À, xin chào Judy. À, tôi À không, à tôi là một cái nhân viên làm lương mới. À tôi là James Smith. It's nice to meet you James. À rất vui được gặp anh James. Thank you Judy. It's a pleasure to meet you too. À cảm ơn Judy. À tôi cũng rất vui được à à gặp cô. Do you want me to show you around the place? À, anh có muốn tối dần à, anh xem một vòng à, ở đây không? Could you? That would be very nice. À được à, chứ. À, vậy thì thật là tuyệt vời. Absolutely. I'd be glad to show you around. Ờ à, tất nhiên rồi. À, tôi rất vui được giới thiệu à, cho anh mà. Thì đây chính là cái tình huống số 11. À, bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái tình huống số 12. À đây chính là tình huống à chúng ta gặp giám đốc tài chính của công ty. À bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống số 12 này. Could you show me the accounting department? Sure. Are you new here? Yeah. I've just joined as the payroll clerk. I need to meet the CFO. Well, it's good that I ran into you here. Uh I'm the CFO. Really? Nice to meet you, sir. Drop the sir. I'm Henry, Henry Parker. Nice to meet you, Mr. Parker. I am Judy Black. Welcome to our company, Judy. Could you show me the accounting department? Sure. Are you new here? Yeah. I've just joined as the payroll clerk. I need to meet the CFO. Well, it's good that I ran into you here. Uh, I'm the CFO. Really? Nice to meet you, sir. Drop the sir. I'm Henry. Henry Parker. Nice to meet you, Mr. Parker. I am Judy Black. Welcome to our company, Judy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Could you show me the accounting department? Anh có thể chỉ cho tôi cái phong đâu được không? Sure, are you new here? Uh, chắc chắn rồi, cô là nhân viên mới à? Yeah, I've just joined as the payroll clerk. I need to meet the CFO. À uh, vâng, uh, tôi là nhân viên uh, làm lương mới. Uh, tôi cần gặp giám đốc tài chính. Well, it's good that I ran into you here. Uh I'm the CFO à, uh, thật hay uh, khi tôi gặp tình cơ gặp cô ở đây à, uh, tôi chính là giám đốc tài chính đây really nice to meet you sir à, uh, thật thế à rất vui được gặp ngài drop the sir I'm Henry Henry Parker à, uh, đừng gọi tôi là ngài à, uh, tôi là Henry à, uh, Henry Parker Nice to meet you, Mr. Parker. I am Judy Black. Uh, rất vui được gặp ngài Parker. À uh, tôi là Judy Black. Welcome to our company Judy. chào uh, đón cô từ về công ty của chúng tôi Judy. Thì đây chính là tình huống số 12. À uh, bây giờ chúng ta sẽ làm quen sáng cái tình huống số 13, à uh, tình huống liên quan đến việc à uh, À, xử lý các cái công việc à, bị chậm tiến độ. À, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống số 13 này. Excuse me, Maria. You have a minute? Sure, sir. What can I do for you? I just want to update you on a new project we've been assigned. But the previous one isn't finished yet. Yes, I know. You told me it'd be done by next weekend. So we'll start working on the next one after that. Okay. I am worried about delays, though. Don't worry, Maria. I saw the status. This one's almost done. You'll finish it comfortably. Excuse me, Maria. You have a minute? Sure, sir. What can I do for you? I just want to update you on a new project we've been assigned. But the previous one isn't finished yet. Yes, I know. You told me it'd be done by next weekend. So we'll start working on the next one after that. Okay, I am worried about delays though. Don't worry, Maria. I saw the status. This one's almost done. You'll finish it comfortably. Uh, excuse me, Maria. You have a minute? Sure, sir. What can I do for you? À chắc chắn rồi thương hai, à, tôi có thể làm gì cho ngài? I just want to update you on a new project we've been assigned. À tôi chỉ muốn à, cập nhật về cái dự án mới mà chúng ta đã được giao thôi. But the previous one isn't finished yet. À những bên dự án trước vẫn à, chưa hoàn thành mà sếp Yes, I know. You told me it'd be done by next weekend. So we'll start working on the next one after that. À, ừ, à, tôi biết. À, uh, cô đã nói với tôi là dự án đó à, uh, tuần tới sẽ xong. À, uh, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu cái dự án mới uh, vào tuần à, uh, ngay sau đó. Okay. I am worried about delays though. À, vâng, à, tôi hơi lo về cái việc à, bị chậm tiến độ. À, đừng lo Maria, à, tôi nắm được cái tình hình mà. À, dự án này cũng à, sắp xong rồi. À cố sẽ hoàn thành nó dễ dàng thôi. Thì đây chính là cái tình huống số 13. À, bây giờ chúng ta sẽ là nghiên cứu sáng cái tình huống số 14. Ừ đây chính là cái tình huống liên quan đến uh, nhân nhiệm vụ mới. À bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe cái tình huống số 14 này. Check your email Lucy, you've got a new assignment. I saw that. It involves a lot of traveling. Is there a deadline? In fact, there is. You got to give me the finished report by the 12th of January. That gives me 10 days to finish it. Yes, enough time, I'm sure. Yes, sir. Enough time. don't worry i'll sort it out check your email lucy you've got a new assignment i saw that it involves a lot of traveling is there a deadline in fact there is you gotta give me the finished report by the 12th of january that gives me 10 days to finish it yes enough time i'm sure yes sir enough time don't worry i'll sort it out à, Bây giờ các bạn hãy cùng mình dịch cái tình huống số 14 này à, Câu đầu tiên Check your email Lucy, you've got a new assignment à, Kiểm tra thư đi Lucy, à, cô có nhiệm vụ mới đấy I saw that It involves a lot of traveling. Is there a deadline? À, tôi thấy rồi. À, công việc này phải đi lại nhiều. À, có cái thời hạn hoàn thành không ạ? À? In fact there is. You gotta give me the finished report by the 12th of January. À, thực tế là có. À, cô sẽ phải nộp báo cáo cuối cùng à, cho tối trước ngày 12 tháng 1. That gives me 10 days to finish it. À, như vậy là tôi có 10 ngày để à, hoàn thành nó. Yes, enough time I'm sure. À đúng vậy. À, đủ thời gian à, tôi à, chắc là như vậy yes sir enough time don't worry I'll sort it out à, vâng thưa ngài à, có đủ thời gian ạ à. à ngài đừng lo về điều đó à, tôi sẽ à, lo được đây chính là toàn bộ nội dung của cái tình huống à, số 14 à, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sáng cái tình huống số 15 ở à, đây chính là tình huống à, À, chúng ta tuyển dụng người có cái kinh nghiệm à, và làm việc ở công ty. À, bây giờ xin mời cả bạn cùng lắng nghe à, cái tình huống số 15 này. Good morning. My name is Joe Smith. I've learned there's a vacancy for sales executive in your company. That's right, Mr. Smith. We are looking for an experienced sales person. Sounds good. I've got 4 years of sales experience. Great. What sort of products have you sold? Well, I've mostly worked in the tech industry, so I've sold computers. That's great. In that case, I'd request you to come over for an interview. Sure, I can do that. Can you tell me when to come? What about this Wednesday at 5 p.m.? Okay, I'll be there at 5. Good morning, my name is Joe Smith. I've learned there's a vacancy for sales executive in your company. That's right, Mr. Smith. We are looking for an experienced salesperson. Sounds good. I've got four years of sales experience. Great. What sort of products have you sold? Well, I've mostly worked in the tech industry, so I've sold computers. That's great. In that case, I'd request you to come over for an interview. Sure, I can do that. Can you tell me when to come? what about this wednesday at 5 p.m? okay, i'll be there at 5. good morning. my name is joe smith. i've learned there's a vacancy for sales executive in your company. good morning. my name is joe smith. i've learned there's a vacancy for sales executive in your company. Chào buổi sáng, à, tôi là John Smith. À, tôi được biết công ty mình đang cần tuyển à, cái vị trí à, à, điều hành kinh doanh. That's right, Mr. Smith. We are looking for an experienced salesperson. That's right, Mr. Smith. We are looking for an experienced salesperson. À, đúng vậy, thưa anh Smith. Thưa anh Smith. À, chúng tôi đang tìm một người có kinh nghiệm uh, kinh doanh. Sounds good. I've got four years of sales experience. Sounds good. I've got four years of sales experience. À, nghe có vẻ khá là ổn. Tôi có 4 năm kinh nghiệm. Great. What sort of products have you sold? Great. What sort of products have you sold? À Tuyết, anh đã từng bán à, loại sản phẩm gì? Well, I've mostly worked in the tech industry, so I've sold computers. Well, I've mostly worked in the tech industry, so I've sold computers. À, à chủ yếu là tôi làm ở trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin. À nên à, tôi bán máy tính. That's great. In that case, I'd request you to come over for an interview. That's great. In that case, I'd request you to come over for an interview. À, thật tuyệt. À, vậy thì tối uh, muốn mời anh tới uh, tham dự một cái buổi phỏng vấn. Sure, I can do that. Can you tell me when to come? Sure, I can do that. Can you tell me when to come? Uh, chắc chắn rồi. Uh, tôi có thể đến được. Uh, khi nào thì uh, được nhỉ? What about this Wednesday at 5 p.m.? What about this Wednesday at 5 p.m.? À uh, giờ chiều à uh, ngay thứ tư tuần này có được không ạ? À? Ok, I'll be there at 5. Ok, I'll be there at 5. À, được thôi, à, tôi sẽ có mặt ở đó lúc à, đúng 5 giờ chiều. Và đấy cũng là cái tình huống kết thúc cho cái video à, học 15 à, à, cái tình huống giáo tiếp tiếng Anh. À, là giúp các bạn luyện nghe, luyện nói, luyện phản xà, à, luyện dịch tiếng Anh. À, cũng như là ôn lại các cái từ vựng các bạn đã làm quen ở các video trước mình hy vọng là cái video này sẽ có ích đối với tất cả các bạn trong lúc các bạn theo dõi cái video ấy thì mình mong các bạn hãy bấm like và chia sẻ cái video này giúp mình cũng như là bấm đăng ký theo dõi kênh youtube của mình để cùng mình học tiếng Anh mỗi ngày và các bạn đừng quên nhấn vào hình trực chuông để nhận được cái thông báo mỗi khi là mình up video mới lên hoặc là mình phát trực tiếp một lần nữa thì mình mong các bạn hãy dành một chút thời gian ra comment góp ý giúp mình để giúp mình cải thiện cái kỹ năng làm video cũng như là chất lượng chuyên môn để những cái video sau của mình ấy thì ngày càng tốt lên một lần nữa thì mình xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.